Đây là cái máy may bao ha, mình tháo ra hết rồi, nó bị mới mà nó bị kẹt cái trục ha. Đây là công suất của motor của nó, xài điện 220 luôn ha, giao hàng cũng khá mới đấy. Rồi chẳng tháo ra luôn, chỉ cho em luôn ha. Mình bây giờ mình muốn lấy cái khi mà máy nó bị bỏ mũi gì đó, mình muốn lấy chiều sâu của trụ kim của nó cho chuẩn ha. Đây coi tính cái dập trên này đi, tính từ thành này nè, đây từ 8 đến 10 ly là khoảng 1 xăng thôi ha. Đây. Rồi còn phần dưới đây, đây là cái móc của nó, móc nếu mà gãy kim á thì chúng ta nên kiểm tra cái chân vịt này nè, coi nó có bị rơ hay là bị vuột ốc gì không ha. Thường gãy kim là do cái chân vịt nhiều hơn, xong rồi tới cái móc ha. Đây là cái móc, để tôi quay thử nha, coi nó có bị đá hay không nha. Đây. Một tay nên nó hơi quay nó không được rõ lắm nha. Đây mình cứ cố gắng khoảng cách nè, kim xuống tận cùng này ha. Đây cho kim xuống tận cùng đó, khoảng cách giữa móc và kim nói chung là nó chiều sâu ha, độ ngã móc luôn. Đây là con ốc, con ốc để chúng ta ốc này để chúng ta chỉnh độ ngã ngã móc ra vô nè, quay lên cho dễ thấy. Đây. Ốc này ha, còn ốc này là siết cái móc thôi, ốc trên này siết giữ cái móc cho nó cố định, còn ốc này mới là chỉnh cái móc độ ngã móc ra vô rồi luôn ha, ngã móc thì dính ra vô luôn, nó tiện lắm. Thằng này nó dễ hơn mấy thằng trước, nó rút gọn hơn. Còn đây là phần bên trong của nó ha. Đây. Để nó lật lên cho dễ thấy ha. Hơi mờ. Đây. Nó không có được cố định ha, nên dính nó không có nằm im được. Còn khi mà mình may á, nó bị hết than nhá, là mở ốc này ra thì sao hai than vô hai bên ha. Đây một chỗ than ha, mình đây cũng có. Dịch nó to ha, nhớ nha, lưu ý là cái chiều sâu của nó trước nha. Ok bây giờ tôi sẽ lắp lại. Tôi sẽ lắp mặt ngoài trước đi, nếu mà chúng ta không nhớ khi chúng ta tháo ra con ốc nào nằm ở vị trí nào thì chúng ta tháo ra, chúng ta cứ gắn lại kim lên hết nha, như lắp mặt nguyệt chưa. Rồi. Đây là cái mặt nguyệt của nó ha. Rồi để vô. Thì khi mà tháo ra không phải là gỡ ra làm chi cho nó tốn thời gian, nhưng mà mình tháo ra mình dễ nhìn hơn, nó trống trải. Đây là cái máy của model của nó là N600A ha. Đây có con dao cắt chỉ của nó là sao đây, chút tôi sẽ mài thử. Máy này mài cũng chỉ khá êm đẹp ha.
Rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ lắp tiếp cái trục này ha. Trên đây nó có cái bảo vệ trục kim luôn ha. Đây. Đấy. Trên một con dưới một con. Rồi tôi sẽ chỉ cho cách sao chỉ luôn. Chúng ta phải siết chặt vô nha, không siết chặt vô thì khi mà mai á, dầu nó sẽ tăng ra rất là nhiều ha. Ok, để tôi tiến hành lắp lại. Tôi vừa vệ sinh xong ha. Đây. Khi chúng ta mà ví dụ mà chỉnh cái móc nó có gì đó, chúng ta tháo cái nào trước thì chúng ta khi chúng gắn lại chúng ta gắn cái đó sau ha. Tôi nói cái phần móc trong đây này nha. Cái này cái mặt nạ của nó thôi. Đây là model của nó. Nồi 650 ha. Là loại máy rất phổ biến, rất là nhiều người dùng. Rồi. Theo, lắp nắp lại. Nó làm mấy cái lỗ này nè là để cho khi mà nó giải nhiệt, nó tản nhiệt bớt chứ không phải làm lỗ để cho khí bụi vô nha. Đồ này của Đài Loan chạy rất là im. Rồi tiếp theo tôi sẽ sợi chỉ ha. Ở đây là phần chỉ của nó nè, chúng ta nhớ nha, qua đây, lên đây, vào đây, ra đây, vòng qua cái đồng tiền. Cái núm này á là để chỉnh chặt chỉ ha. Hoặc là chúng ta muốn nhẹ chỉ chúng ta chặn ra chặn vô thôi ha. Rồi chúng ta sẽ chỉ qua cái lỗ này. Rồi để tôi sẽ chỉ vô cái này. Tay cũng hơi khó thở.
đây, chiến là sợi chỉ qua lỗ này, trên trụ kim mình nó có cái lỗ ha. Rồi, nó sổ qua đây cho xuyên qua luôn nha. Đấy, rồi xuống đây, rồi giờ chúng ta xỏ kim qua. Thì khi lưu ý gắn cái kim ha, ta gắn cái lỗ sổ kim là mấy bên đây, còn cái giác kim là nằm bên đây nha. Đây là cái giác kim nè. Rồi đưa xỏ chỉ vào kim đó nha. Tôi tiếp tục tôi giới thiệu thêm nha. Đây, trên đây nó có một cái nút nhấn ha. Nó khi chúng ta nhấn vào, bóp vào, còn đây là bình dầu. Khi mà máy mới á, chúng ta về chúng ta bơm mình ha, bóp vô. Bóp chừng vào cũng lần rồi, khi mai là dầu sẽ tự động nó bơm, chúng ta không cần bóp nữa ha. Rồi, giờ tôi sẽ để cái bao vô. Mày thử ha. Bên nữa. Còn đây là cái tay nâng chân vịt ha. Đây nè. Chút xíu tôi sẽ quay xa ra dễ coi ha. À, chúng ta đè xuống nè. Đè xuống nè, đè xuống trụ vịt nâng lên nè. À. À. Chỉ vô cái máy nè à. Chỉ ra rất là đẹp à. Khi chúng ta mai chúng ta để như vậy nè à. Đấy, dưới đây á nó sẽ có một lưỡi dao để ý nha. Khi mà chúng ta ra lưỡi dao ra là con dao nó sẽ sắn đứt con chỉ. Đây, để góc này ha. Ồ, phải cho nó ngang mới được ha. Ui, nó không là thi dịnh cho nó im, quay cho coi. Rất là hay ha. Đấy, đứt rất là ngọt ha, dao rất là bén. Đấy, chỉ nó ra rất là tuyệt vời luôn. Đứt, dạ. Yeah. Rất là bén, rất là ngọt. Đây là lưỡi dao dưới của nó nè. Khi mình mai á, khi mình mai cái lưỡi dao nó mới hoạt động nha. Nó sáng, giống như nó sáng vậy đó. Khi ra, khi mình vừa ra là dao chỉ nó thòng xuống. Chỉ thòng xuống là nó sẽ cắt đứt, đứt chỉ thôi, cắt đứt chỉ thôi. Chúng ta nhớ kiểm tra dầu thường xuyên nha. Nếu không có dầu thì nó sẽ thì lúc đây đây, còn tay nâng của nó đây nè, tay nâng chân vịt đây nè ha. Rút điện ra đây à, khi chúng ta đè xuống nè ra là chân vịt của mình nó sẽ nâng lên. Ok, còn chỉ á muốn lỏng chặt thì chúng ta dặn siết này thôi, nấm này nè, đây là cái đồng tiền ha. Mà này kia đồng tiền á, còn nhiều người kêu cái tăng xong đó ha. Đó, cho rảnh lọt xuống. Mai tới là sẽ đứt chỉ. À, bây giờ ăn tôi quay cơ luôn nè ha. Quay cơ cho anh giảm sáng cho coi luôn nè. Đó, nó thấy dạo tiếng vô. Đứt, thấy chưa? Rất là nhẹ nhàng.
Rồi, chúng ta đứng máy lại. Rồi, nè ha. Cái máy của nó. Sao đây mà. Ví dụ vấn đề là bỏ mũi với gãy kim là thường nhất. Bỏ mũi là coi kiểm tra dung dịch. Móc, gỗ cái gãy kim cũng vậy ha. Gãy kim á, gãy kim chúng ta kiểm tra dung dịch trước. Còn bỏ mũi thì chúng ta kiểm tra phần móc. Nó có đá kim nó gì hay không ha. Còn vấn đề xỏ chỉ này thì nếu chúng ta xỏ sai thì nó cũng bỏ mũi đấy ha. Không đánh chỉ được nó xỏ mũi. Khi chúng ta kiểm tra cái dung dịch á, ta lưu ý nha, chạy lâu ngày á là cái dung dịch này nè, nó sẽ bị mấy ngóc này sẽ bị lỏng, cái dung dịch chúng ta sẽ bị rơ lắc qua lắc lại ha. Ok, bây giờ tôi sẽ làm thử cho coi ha. Làm chúng ta lưu ý nè, để ý gì giờ tôi sẽ làm cho nó lỏng ra thì các bạn coi. Đây hiện tại á, lâu ngày chúng ta chạy á là nó bị miếng ốc này nè, nó bị lỏng ra đúng không, cái chân dịch nè đó, để ý nè nha, đặt cái máy lên thì thấy đây đúng không à. Lắc qua lắc lại nè, lắc qua lắc lại vậy nè, khi mà chạy lên cái hàng dày quá kim nó đâm xuống ngay cái thành này nè, đấy nó sẽ sát cái thành bên đây ha. Đó thì nó sẽ bị gãy kim nên nên lưu ý ha, cho nó về giữa đó, chúng ta canh cho nó về giữa rồi đó, canh cho về giữa rồi chúng ta siết nó hang ốc lại, rồi lâu ngày chạy nó vô cái rồi siết lại luôn. Rồi, khi mai chúng ta nhớ lưu ý những điểm đó nha. Đó. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Giao hàng.